Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ VTech Watch. Phiên hôm nay, ngày 15 tháng 4, em chia sẻ anh em tất cả là 32 sản phẩm, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật và Thụy Sĩ. Kênh Đức Đồng Hồ VTech Watch phát sóng vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 mỗi tuần, vào lúc 7 rưỡi. Tuần vừa rồi thì thứ 3, tuần này thứ 3 em có việc bận nên nghỉ anh em nghe. Anh em vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Và xin cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh. Em chia sẻ con đầu tiên, con này là con Seiko. Em chỉnh lại cái ánh sáng anh em. Con này con Seiko LM anh em, 23 chân kính, mặt số rất đẹp. Anh em lưu ý là cọc số 12, 9 và 6 là cọc số màu vàng anh em nghe. Khung lịch vàng nhưng mà vỏ là inox. Hai bên thì nó sẽ màu xanh đậm ở giữa thì nhạt lằn. Khá là hay. Dòng này thì chạy hai lịch đều là lịch nhanh hết. Có hỗ trợ gót tay, chạy máy 5606. Con này là dây linh kiện em nghe, không phải dây ring, dây linh kiện thôi. Chạy dòng máy 5606 7290 hay còn gọi là dòng máy 56 á. Dây của nó thì còn tầm khoảng rất dài em, tầm khoảng 18 đổ lại. Đặc biệt mặt số rất là đẹp luôn, tất cả nguyên ring trừ bộ dây này. Sử dụng bộ máy 25 chân kính 5606A, máy đang chạy anh em nghe và còn rất mới. Anh nhìn kỹ máy này còn nguyên cái số ring luôn. Cái búa còn nguyên số ring rất đẹp và mới. Cái chữ LM là chữ viết tắt của Lotmatic anh em nghe, nghĩa chú tể của đồng hồ Automatic. Lot nghĩa là chú tể. Con này size gần 37 anh em, 36,95. Mặt số rất đẹp, số 1, 1,5 triệu. Tất cả hoạt động rất là trơn tru anh em, hoàn hảo. Số 2, con này thì con cái logo là hình như là Santo phải, XJ Automatic. Con này là chạy máy Miyota của Nhật, dòng máy của Citizen, mặt màu xanh nước biển khá là đậm. Con này là full dạ quang luôn, đặc biệt nhiều size được. Và cái bản này bản Titan anh em nghe, bản Titan Sport, có nghĩa là Titan thể thao á. Con này thì cái dây này là dây linh kiện, còn cái vỏ là vỏ titan ring, chạy máy Miyota của Nhật. Con này size chắc cũng gần size 39,3 nè, không tính cái tay với nấm này, tay nấm ring. Dòng này thì có nút cổ chai luôn, chống nước ở mức tương đối anh em nghe. Anh em đi mưa nhẹ và rửa tay thì được, không bơi lặn và tắm giặt đâu anh em. Đồng hồ đã qua sử dụng rồi anh em lưu ý nha. Con này số 2, 750. Cái tầm này là chỉ bằng cái máy thôi anh em, bán cái máy thôi. Cái dòng máy Citizen này cũng rất bền. Con này số 3, một con búp Shearer, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Thụy Sĩ, nằm trong top 10 anh em nghe. Nó nằm hình như top 7. Top 7 rồi phải, Búp Shearer.
một tập đoàn anh em, 65 chân kính. Con này đặc biệt là bản vàng đúc. Bản vàng đúc 18K750. Đó, cái đắp đáy sau này. Bóng loáng luôn, tất nhiên là có bị xước lông mè anh em nghe. Anh em thích thì về đánh bóng cho nó bay luôn. Núm này à, núm ring. Cái núm này là núm bọc vàng anh em. Thường tất cả bản vàng đúc thường cái núm là núm bọc vàng hết. Đồ xưa, đồ đời mới thì nó khác, đồ xưa thì núm bọc vàng thôi. Để nó tăng độ cứng á, nếu mà làm bằng vàng thì cái núm sẽ bị móp méo hết. Con này là nắp đít đúc mở nắp trên. Size 34 hơn chút xíu thôi. 34,2 không tính núm. Mặt số caro ngang dọc rất đẹp anh em nghe. Anh lưu ý mặt số caro này. Có một dấu vết nhẹ thôi. Bản này bản Chronometer của Bob Jr. 65G rất hiếm anh em. Chạy rất mượt và trơn tru. Anh em nhìn kỹ cái mặt số rất hay. Kẻ vân ngang dọc hay lắm. Tất cả là full vàng đúc hết, có dấu triện ở dưới đây. Bên cạnh thì cái dấu triện hình cái úa, bên cạnh thì có dấu bên góc này anh em. Cái triện bà đầm này, cái mặt bà đầm. Và chính giữa thì cái chữ 18K750. Số series đầy đủ hết. Con này thì mở nắp tray thành ra là em sẽ gỡ cái ảnh máy sau anh em nghe, gửi qua Zalo cho anh em nào mà chốt con này á. Số 3 con này 22 triệu. Cái vỏ vàng còn khá là đẹp. Cái vàng này thì nhìn nhìn nó hơi hơi bằng xanh em, bằng xanh xưa thụy sĩ á. Không phải bằng hồng, cũng không phải bằng vàng đâu. Viền vàng hơi xanh. Số 3 con này 22 triệu. Mặt số và kim cọc còn khá đẹp. Và lưu ý là bản này là bản Chronometer anh em nghe. Một cái danh hiệu cũng khá là hay của thụy sĩ, dành cho những con đồng hồ nào có độ chính xác cao. Con số 4, một con đồng hồ Monjour. Con này của thụy sĩ anh em, chạy máy có tay hai kim cọc số la mã, form đẹp mỏng, hóa nắp đáy đây. Con này là GB, có nghĩa là Gold Plated, nó lắc kê anh em. Form này gọi ta là form đĩa bay, size tầm khoảng 33,36, nó mỏng tầm khoảng 6,2 ly thôi. Tính kính còn không tính kính thì mỏng hơn nữa. Chạy máy có tay anh em, có tay thụy sĩ. Chạy bộ máy này, lên dây cho nó đều và lắc cho nó chạy. Con này chạy 21 chân kính em nghe, máy còn khá mới. Con này số 4 1 triệu 6. Rất đẹp anh em. Con số 5. Con mất cái giá là để kiểm tra. Đây. Con số 5. Con số 5 là một con đồng hồ Jacques Girard. Đúng rồi anh em. Con này đồng hồ rất có cái mặt kính nó bị trầy anh em nghe, nó trầy rất là nhiều, em chưa có thời gian đánh thì anh em nào lấy em sẽ đánh lại, ngày mai em sẽ đánh lại cái kính này. Mặt kính Mica bị trầy, đánh lại là bóng loáng thôi. Con này số 5 2 triệu 7, một con đồng hồ JG Sắc Bét Girard của thụy sĩ. Đặc biệt con này là cọc
bộ cọc hình trụ thẳng đứng anh em. Nó chỉ riêng cái cọc số góc có 9 giờ là nó hình trụ nằm ngang thôi. Người ta gọi là cọc số mirror đó. Đúng rồi, cọc số mirror khá là đẹp. Nước vàng xanh, mộc vàng cũng đẹp. Đó. Automatic six mét ở dưới. Dây khóa linh kiện. Con này size thì cũng khá ổn. Size 35. 30 tầm 38 6 không tính nấm. Càng dài và đẹp. Mặt số là mặt màu sâm banh anh em, màu trắng ngả vàng á. Kính có trầy. Sử dụng bộ máy này. Đó, bộ máy đóng rõ ràng anh em nghe. Software Giras SA25 chân kính. Máy này người ta là máy 5 tầng, 4 mâm xôi. Hình thức cũng khá đẹp anh em, cái máy cũng đẹp lắm. Con này số 5, 2 triệu 7. Cọc số mirror đẹp lắm em. Mặt số thì em nghĩ là còn khá đẹp. Kính có trầy nhẹ. Con số 6 là một con Seikomatic. Con này dòng đi sóc 20 chân kính. Đi sóc là chống sóc anh em. Con này có bộ kim dạng kiếm hay lắm. Nghĩa là kim mảnh không phải kim đá lúa. Nắp đáy có trầy góc này. Đó. Đưa em thấy là có trầy góc này nè. Nước vàng còn tương đối đẹp. Mặt số thì còn đẹp lắm. Chưa thấy dấu vết trầy xước gì nhiều. Con này size tầm khoảng 36 anh em nghe. 36,6 và dòng này là có núm giấu góc 4 giờ anh em. Không có hỗ trợ có tay. Những dòng đồng hồ này không có hỗ trợ có tay đâu anh em. Tại vì nó lên dây, nó vào dây rất nhanh. Nên nhiều lúc có tay không cần thiết anh em nghe. Hỗ trợ có tay là chơi. Đây dòng máy này. Anh nên lưu ý là nếu anh em xài đồng hồ automatic thì nên ít dùng hỗ trợ có tay nghe. 20 chân kính, máy còn khá ok. Con này số 6, 1 triệu rưỡi. Dây khóa linh kiện. Số 7, một con Eternamatic. Trong cái lô này thì em có 3 con không có dây anh em. Đây, con Eternamatic, con này và con này. Thì những cái đồng hồ cổ có một cái số cái size dây rất là khó chịu anh em nghe. Ví dụ con này thì cái dây đầu dây của nó lại thành 15 hay 14 gì đó. Đúng rồi anh em. 15,7. Rất khó chịu anh em, nó nằm ở số lẻ. Thành ra là nhiều lúc dây không có được bỏ vào anh em phải đặt riêng sợi dây cho nó. Rồi có dây 13 nữa, 11 nữa. Con này là Eternamatic. Tất cả nguyên zin, có bộ kim khá đẹp và kim dai là kim đun xanh, nó sẽ ánh xanh khi anh em ra nắng á. Đó. Mặt số còn ok. Đang lên dầu. Dòng này là siêu cổ rồi, có bộ càng rất là hay. Người ta gọi là càng nhạy nữa anh em. Đó. Bộ càng rất là hay và đẹp, con này 4 triệu 6. Con này nó đáy sau cũng ghi một cái chữ Vin Choi gì đây. VAF có nghĩa là bản kỷ niệm anh em. Tất cả nguyên zin. Rất đẹp, con này chạy máy automatic của Eternamatic thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và hiện tại rất là nhiều anh em sưu tầm những thương hiệu này. Tại vì nó có bộ máy đẹp lắm anh em.
máy con này là hết hồn luôn. Đó, anh em thấy anh sử dụng bộ máy này, bộ máy Ethernet 17G, còn cực kỳ mới luôn, máy sau gương, cái búa nó còn nguyên cái sớ ring. Đó, cái búa nó còn nguyên cái sớ ring anh em, cái nước vàng con này cũng vẫn còn rất đẹp. Ở dưới đóng rất rất nhiều chữ, chạy ba lăng gai. Ethernet thì cái logo của nó sẽ là logo 5 cái chấm anh em nghe, 5 cái chấm chứ không phải 5 ngôi sao đâu. Anh em lưu ý. Nắp dưới anh em thấy này, còn nguyên cái dấu vân kiểu như là dấu lên mã trầu luôn. 14K gold fill. Bọc vàng rất dày. Con này số 7 4 triệu 6. Em đâu có sai. Con là size 33 anh em nghe. Nó tầm tầm 33, không tính núm. Con số 8, con này 2 triệu 3, một con Juvenia. Con này em đăng hình như là 1 2 video rồi. Hôm nay thì em sẽ giảm dưới cái giá nhập cho anh em xem luôn. Cho anh em là chốt cái con máy có tay còn cực kỳ mới nè anh em. Một nước vàng cực kỳ đẹp, không có dấu hiệu bong tróc, còn nguyên cạnh luôn. Thậm chí núm cũng ring luôn. Nếu cái chữ J. Chữ J của Juvenia rất kiểu cách anh em. Nó không có như J bình thường. Cọc số 12 9 36 cọc số học trò. Con này cũng là cái dây nó nằm ở số lẻ hay sao? Nằm dây 16,5. Nằm lỡ cỡ anh em, thành phải ra phải đặt cái dây riêng. Con này size cũng 33 anh em nghe. 33,1 không tính núm. Mặt số cũng rất đẹp. Con này cái bộ máy là siêu đẹp luôn em. Nước vàng cũng vậy. Nắp đáy sau đóng rất nhiều chữ của Juvenia. Sử dụng bộ máy này, một bộ máy có tay còn siêu mới luôn, mới tầm trên 95% á, tất cả cái sớ nó còn nguyên 17 chân kính, nắp đáy cũng đóng rất nhiều chữ Jumia, cái máy siêu đẹp luôn nè. Máy nó kiểu như nó tráng một lớp bạc, nó gần gần giống như máy của con Movado á. Con này số 8 2 triệu 3. Con này số 9, một con đồng hồ cực kỳ cổ. Tên của nó là Byron Chronometer. Con này chạy kim rúng anh em nghe. Và là dòng size nhỏ. Đây là size nam hồi xưa anh em. Nếu anh em mà nghiên cứu về đồng hồ cổ thì đây chính là size nam hồi xưa, nó chỉ 27,6 thôi. Nhưng mà chính xác là size nam hồi xưa. Không phải xe nữ anh em nghe. Đặc biệt con này là full thép inox. Chạy kim rúng mặt số khá đẹp. Bộ kim này cũng là bộ kim nung xanh. Sử dụng bộ máy này. Đó, bộ máy cực kỳ cổ của Byron Switchmate, máy này máy thụy sĩ anh em nghe. 15 chân kính. Con này có số rất lạ, 15 chân kính thời điểm đó là
hình như là 15 chân kính, 16 chân kính đó. Rất xưa rồi. Họ có vách xung quanh mà có bị ố là bị sét, bị rỉ sét anh em nghe, tải đi được. Tại vì vỏ này vỏ inox. Con này số 9 650. Nó lên tay rất là hay anh em. Gồng nguyên hai cái chốt riêng của nó luôn nè. Con số 10, một con Seiko 5. Kính vẫn bị trầy anh em, con này kính kính phản ảnh trầy. Mới đầu tưởng là kính kính đá nhưng không phải anh em, kính là kính mica. Kính mica có trầy, em sẽ đánh lại con này thì mặt số còn khá là đẹp. Chạy dòng máy 61 6119 của Senco. Dòng máy 61 là dòng máy tiền thân của GX anh em nghe. Máy này rất bền và chắc luôn. Size 36,2 không tính núm. Dòng này thì nó sẽ là thịt bơm anh em. Nó bơm ngày thịt ngày. Đó. Còn lịch thứ thì thấy 4 giờ thôi. Xoay thêm một vòng nữa thì là sẽ nhảy lịch thứ luôn. Đó, nhảy hai lịch luôn em. Đó, nhảy sang màu đỏ rồi này. Rất là tiện. Con này thì em cũng chưa đánh bóng lại luôn cái vỏ. 6109. 6119 này, nhầm. Dòng máy tiền thân của GX. À, bộ máy cũng khá là đẹp đây nè. Con này 21 chân kính. Con này số 10, 1 triệu tư. Số 11, một con đồng hồ Bulova. Con này là 2 triệu 7. Một con đồng hồ Bulova. Máy automatic, dòng máy búa chữ B anh em nghe. Búa soi gương á. Con này nắp đáy lục giác thì anh em nên mở bằng cái đáy banh. Bên hông là có chữ Bulova của cái nấm này anh em. Dây khóa linh kiện. Size ngang của nó là size 35 phẩy phẩy tư không tính núm. Rất đẹp anh em. Size rất ok và cho con này cái bộ càng khá là hay. Càng này tới mới gần gần 20 anh em, 19,5 á. Con này cái càng dài của nó là 45 anh em, gần 45 44,7. Con này có một size càng rất đẹp và to nè. Đó, càng nó là gần như là trám hết cái tay em rồi, có độ chiều đây nè, chiều dài đây chạy máy này. Bộ máy cực kỳ đẹp của Bulova, dòng máy chạy ba lăng gai, cái số máy là hình như là 11 AF ACD 17 chân kính. Dòng máy này có hỗ trợ cái tay đây nghe. Số 11 2 triệu 7. Mặt số cũng đẹp lắm. Nó kiểu như màu sâm banh á, mà màu trắng ngả vàng. Số 12, con này 4 triệu 2, một con Venus.
một thương hiệu rất là nổi tiếng và khó tìm của Thụy Sĩ này. Nó gần gần giống như thương hiệu của Movado á, rất là khó tìm. Chắc chắn là lần đầu tiên anh em thấy cái con này. Venus có cái logo là cái mặt ngọn đúc anh em nghe. Đó anh em nhìn kỹ logo ngọn đúc này, đó nhìn kỹ logo sau này, chữ Venus và logo ngọn đúc. Đấy sau có một cái logo vàng khá đẹp anh em. Con này lại có tay thôi. Đó, nó quan trọng ở thương hiệu anh em và có độ hiếm. Thì anh em thấy cái tầm giá này thì nó gần như gấp đôi so với một con đồng hồ automatic. Con số 11 rồi, gần gấp đôi rồi. Đồng hồ cổ là như vậy đó anh em ơi. Nhiều lúc không thể so sánh là một con đồng hồ có tay hay là một con đồng hồ automatic được anh em, phải so sánh về thương hiệu, độ hiếm của hắn mà có độ mới nữa, về còn bao nhiêu phần trăm. Con này nắp đáy vặn anh em, vặn lục giác, máy có tay, cái nấm này riêng anh em, riêng cái chữ Venus này rất là đẹp. Con này thì cọc số 12, cọc số học trò, cọc số 6, 3 và 9 thì cọc số hình cũng khó hiểu nè. Hình như xe tăng đó. Em đâu có sai, con này có sai cũng khá đẹp. Tầm gần 35 anh em, 34,8. Đúng rồi anh em, tầm 34,8. Con này cái bộ càng cũng rất dài, vỏ thép càng tới 43. Con này vỏ thép inox anh em nghe. Và cái mặt thì mặt màu vàng. Mặt nghĩa là cái mặt nó decor vàng, nghĩa là để mi á, kim cọc với vàng hết, nhưng vỏ thép inox rất hay. Và logo nắp đáy sau là logo vàng. Đó, anh em thấy cái logo đẹp không? Siêu đẹp luôn. Chữ Venus không có trầy xước miếng nào hết. Cái máy thì đóng cái đóng cái thương hiệu trên cái bánh răng lớn này. Chạy máy vàng hồng. Ba lăng gai. Rất đẹp. Hình thức con này là mới trên 90% anh em. Nay mình lấy con này về là nên mua một cái decal hoặc là một cái decal bóng á, can trong á, che lại cái logo lại em nghe, để không có bị mồ hôi tay và không hư. Nhiều anh em có mồ hôi tay muối á, mau hư đồng hồ lắm. Con số 12, 4 triệu 2. Hình thức còn rất đẹp anh em. Con số 13, con này là con Arnett Bonnell, một thương hiệu cũng khá nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Anh em lưu ý là con thương hiệu này là nó chuyên gia những là những con đồng hồ kính vận hoa, nghĩa là có một cái hoa ở trong nở ra, thì nó là thương hiệu này đây, Arnett Bonnell. Cái kim phúc và kim dai của con đồng hồ đó là như một cánh hoa. Số 13, 2 triệu rưỡi. Con này một số cũng rất đẹp anh em, một số số lụa ngang dọc, form đẹp. Nắp đáy thì có một cái mặt thợ lặn anh em nghe. Con này là tiêu chuẩn brevet cộng này, full thép inox này, nắp đáy này. Sử dụng bộ máy này, bộ máy vàng hồng rất đẹp anh em, của Arnett Bonnell luôn. Dòng máy này hình như là máy AX chuẩn của Thụy Sĩ. Máy đang chạy đúng giờ, chạy ba lăng gai anh em nghe.
tất cả còn rất là trơn tru. Logo trong cũng vậy, cũng có chữ Arnett Bonnell, Sheet Mask và cái logo hình cái đầu thợ lặn anh em. Con này 2,5 triệu. Size 34,78. Không tính núm. 13. Số 14, một con đồng hồ Citizen. Con này là lấy có tay anh em. Mặt màu bao công, trục tung hoành. Lau sơ cái mặt số, cái mặt kính có hư dấu vân tay, dấu mồ hôi tay anh em. Mặt số rất đẹp anh em, mặt số của nó trục tung hoành khá đẹp, kim cọc đều rất là chỉnh chu, nhìn rất đơn giản anh em nghe. Nắp đáy đây, con này núm ring luôn, dây khóa linh kiện 1,4 triệu, số 14, size ngang là size 36 anh em, 36 không tính núm. Con này số 14, 1,4 triệu, chạy máy 21 chân kính, một sao anh em nghe, có một sao góc này. Số 15, một con đồng hồ Seikomatic, con này là 26 chân kính. Dòng này thì sẽ có một cái lịch góc 6 giờ anh em, lịch thứ hay gọi lịch cười anh em nghe. Dòng này là lịch thế nào đây, kiểm tra lịch của nó là lịch nhanh, lịch nhanh góc 3 giờ, còn lịch góc 6 giờ sẽ là lịch 24 giờ anh em nghe. Mặt số màu trắng khá đẹp, trải tia full thép inox này, nó chuyển qua như thứ ba rồi đó, thứ năm này, thứ năm. Con này nắp đáy có cái heo, chạy máy 6206, dòng máy rất nổi tiếng của Seiko. Dòng máy này, đây bộ máy này anh em, bộ máy vàng, vàng khá đẹp của Seiko anh em. 26G, máy này không cần hỗ trợ code tay đâu anh em, tại vì nó vào code khá là nhanh. Cơ bản đồng hồ là phải đeo anh em nghe. Chạy máy 6206 bản Japan A. Con này thì cái nước thép còn rất đẹp anh em. Em có đánh sơn nắp đáy này, có váy đánh bóng sơn nắp đáy để cho nó sáng hơn. Số 15, 1,3 triệu, rất rẻ anh em. Một con automatic chạy rất ổn định, dây khóa linh kiện. Con này size tầm khoảng 36,2. Không tính nấm, không tính nấm anh em, 36,2, nấm thì gấp mới giấu gấp 4 giờ rồi. Cái dải tay của em là đồng hồ pin anh em nghe, góc này này đồng hồ pin hết luôn. Con này thì Edico Covenay, con này chạy máy máy của Nhật anh em, chạy máy Nhật 3 kim, có một lịch nấm có đính đá này, size lớn và mặt trong cũng khá hay, mặt trong có những cái đường tròn đồng tâm á. Rồi con này thì full thép inox, tất cả nguyên ring, cả dây ring luôn. Nắp đáy cái logo của Eriko Kobene. Để bây giờ em đo cái size tay nó bao nhiêu, nó tầm khoảng 17 đổ lại anh em.
17 là thoải mái, rất to. Con này là cho những anh nào mà có cổ tay tầm khoảng 17, đúng rồi đó, 17 là to rồi đó. Em 16 năm, size tới gần 40, 39,9, số 16, 650. Mặt số bao công có những cái đường tròn đồng tâm rất đẹp và cái cọc số La Mã anh em nghe. Số 17, một con đồng hồ Seiko gần như mới anh em. Nó gần như đồ mới luôn. Nó tầm khoảng trên 95%. Con này thì chạy pin kim trôi. Con này như hết pin anh em. Đúng rồi anh em, con này em chưa bỏ pin. Quay bỏ pin con này. Chạy máy nhạc anh em nghe. Của Senko. Dây khóa nguyên ring luôn. Thép đúc. Tất cả nguyên số ring. Độ mới rất cao. Con này thì chắc chắn là dạng quang hồng sáng. Dạng quang sáng như đèn luôn em. Rất sáng luôn. Chạy full 6 kim và cái kim giờ không có pin thành ra không biết kim chrono chạy kim trâu anh em. Con này chạy kim trâu và kim chrono ráp là kim dai lớn này. Đúng là kim dai lớn này, còn kim chạy luôn luôn chạy là kim góc này. Góc 6 giờ. Anh em thấy cái niềng này, cái niềng còn mới cứng luôn. Con này chạy bị kim trâu nữa. Dai còn khá là dài. Nó tầm khoảng 17 đổ lại. 17 đổ lại anh em nghe. Cũng không dài lắm đâu, 17 thôi. Số 17 con này 1 triệu 2. Số 18 một con đồng hồ Citizen EcoRai. Con này thì bản này bản titanium anh em, bản titan full titan luôn, rất nhẹ, dòng mà Atessa của Citizen rất nổi tiếng. Con này made in Japan anh em nghe, dòng này là dòng nội địa. Cái logo của Atessa là logo vỏ sò này, em đo dây tay, dây cũng rất dài, tầm khoảng 18 năm, 19 vẫn vừa. Con này size 38,2. Mặt số cũng đẹp. Hiện tại thì hình như là không phơi nắng anh em, thành ra nó chưa lên, chưa chạy. Phơi nắng là nó nhảy liền. Con này là trừ kim dây là không có dạng quang thôi, còn tất cả đều có dạng quang hết, hay gọi là luminaire anh em. Đó, luminaire cũng con này cũng khá là sáng. Số 18 750. Số 19 một con Nissan. Con này thì hình như thương hiệu của Mỹ anh em nghe. Nissan là thương hiệu của Mỹ. Có cái logo góc này anh em. Đây cũng có logo. Con này là dòng đồng hồ kiểu như là thể thao á. Size to. Cái dây tay nó tầm khoảng 17 đổ lại. Đúng 17 độ lại này nghe anh em nghe, không có hơn được nữa. Ở dây hết mắt rồi. Kiểu hầm hố. Con này size ngang của nó là size 38 này. Size 38 size vuông đó, rất lớn. Hình như là có một cái nút ở đây, nút đèn anh em. Anh em nhấn vào đây thì cái đèn nó sáng lên này. Đó, cái đây là phải ở trong là thiệt tối thì mình nhấn là mới thấy rõ, bây giờ là có ánh sáng nhiều thì mình thấy không rõ được anh em. Số 19 650. Một con Agin của nữ. Con này chạy máy của Nhật anh em và chạy full 6 kim. Anh em rút ra một nắp thì chỉnh được cái ngày đây. Góc này là ngày 25 này. 26 này nó chỉ hiển thị 1 2 3 4 5 6. 6 cái ngày thôi, còn những kia ngày kia là kẻ vạch hết. Ví dụ đây 31 này, 32, 33, 34, 35, đúng rồi.
rút ra nắp nữa thì anh em chỉnh được cái giờ và cái thứ với lại cái 24 giờ sẽ nhảy theo mặt bao công của nữ. Con này là cũng khá là mới dành cho nữ nè. Tay thì tầm 16 năm đổ lại anh em nghe, 16 năm hoặc 16 đổ lại thôi. Tay nữ là 16 là to rồi. Con này size 32,8, không tính núm, số 20, 450. Hình thức còn khá đẹp anh em. Dùng mà dùng những dòng đây là những cái dòng này là anh em dùng bình thường và cũng bền nữa. Con này made in Japan luôn nè, cũng là hàng nội địa. Số 24, một cái đồng hồ của nữ Citizen rất đẹp. Dòng này là chạy chạy pin năng lượng anh em nghe. Eco Ride và Radio Control để pin năng lượng. Đó, con này thì chỉnh có một cách chỉnh riêng. Em sẽ chỉnh cho anh em về cái giờ hiện tại cho chính xác, và nếu mà anh em muốn chỉnh thì em sẽ có clip hướng dẫn nha. Sẽ có clip hướng dẫn anh em chỉnh, gửi Zalo cho anh em chỉnh con này. Đó, nó chạy rất là lung tung thì mọi người phải biết cách chỉnh cho nó về, cũng đơn giản nên không có khó, cứ chỉnh bình thường nó về thôi. Con này thì full thép đúc luôn. Bản này cũng điểm coi bản này là mấy in đâu. Của Citizen. Đúng rồi, bản này là mấy in Japan anh em. Ở góc này này, góc này. Made in Japan. Con này cũng là bản nội địa. Mặt số màu đỏ huyết hay gọi là bỏ bọc đô rất là đẹp. Size mặt là 29. Dây tay tầm khoảng 16 đổ lại. Đúng rồi, 16 đổ lại tay em là hơi chặt. Số 21 650. Full thép inox nha. Thép đúc luôn á, bản này bản cao cấp. Mặt màu đỏ huyết và cái pin vẫn còn rất khỏe này. Số 21. Một con đồng hồ Seiko máy pin mặt cát này, mặt kiểu như nó có băng sớ ngang dọc, người ta gọi là mặt cát á, form mỏng. Form này thì nam cũng được mà nữ cũng được anh em, nhưng mà form này là form của nam. Form này là form ngang, size ngang của nó là 27. Size ngang 27, số 22, 550. Cái sợi dây này cũng về với nó nè. Nói chung là sợi dây này về nhặt về hết luôn. Còn mới. Bản ra băng 550. Số 23, một con đồng hồ chạy máy nhặt anh em. Cái mặt của nó là mặt có nhiều hình, có hình hoa sen và nhiều nhiều cái hình Phật ở trong anh em nghe. Mặt tôn giáo á. Con này thì cọc số 12, 369 thì cọc số đính hột xoàn. Size 33,3, không tính đấm, chạy máy nhặt. Con này cũng đóng các bạn kỷ niệm anh em, nó đóng là 794, 1994, nó không hiểu là nó sản xuất năm nào. Hàng đây là hàng kiểu như nó đặt hàng anh em, đặt hàng để tặng. Số 23, 550. Số 24, một con đồng hồ The Clubhouse, một thương hiệu của Nhật anh em. Con này là 1964. The Clubhouse cũng khá nổi tiếng của Nhật, thương hiệu nội địa. Chạy pin năng lượng anh em nghe. Vỏ nó mạ vàng hồng. Size ngang 33,5, rất lớn. Con này càng của nó là tới gần 20 anh em. Hay lên tay rất to. Con này số 24, 550. Cái khóa này em cũng phải đi đặt về, tại vì hiện tại thấy cái khóa này cái đầu khóa thứ 18 phải. 24, 550 anh em nha. Số 25, 650, một con đồng hồ của nữ Seiko Fashion phải. Seiko Fashion hay gì đây, 17 chân kính.
Nó rất giống nụ Hồ Nam anh em, nó gần như giống hoàn toàn luôn, nó chỉ là phiên bản nhỏ hơn thôi. Thậm chí cái nấm ring luôn của Seiko luôn. Dây này là dây linh kiện. Nắp đáy thì đóng con cá cảnh anh em. Chạm mấy cốt tay anh em nghe, của nữ. Số 2 size 26,9 gần 27 25 650. Nước vàng còn khá là ok, con này nước vàng còn đẹp. Đó, lên cốt tay này cái mặt số rất là hay. Phiên bản của nữ dây này tầm khoảng 16 đổ lại. Một con lắc bạc đúc này. Cái lô trước hình như em bán một con lắc của Watch Time này phải. Cái lô đó cũng rất nhiều anh em hỏi cái con lắc đó. Thì con này là con lắc bạc đúc của Mario Valentino, thương hiệu của Ý. Mặt khảm sờ cừ, các cọc số rất là đẹp, chạy 3 kim. Con này chạy máy Nhật anh em nghe. Đặc biệt là cái mặt số nóng như là sterling silver. Con này cái viền đến full tròn luôn. Đó, bạc đúc đã lên bả trầu anh em, đánh ra thì nó hết thôi. Nhưng mà hiện tại đang này bả trầu thì em sẽ nguyên như vậy, nguyên bản như vậy. Nắp đáy cũng đóng chữ Sterling Silver 925. Con này là bạc đúc nhưng mà đi sợi dây này là dây ring anh em, nhưng mà không chắc chắn là bạc đúc nha. Tại vì nó không có đóng ở đây đây. Nó không đóng nên mình không có chắc chắn bạc đúc được, anh em về thử nha. Nhiều lúc nó bạc đúc mà cũng không có biết. Nhưng mà nếu mà không đóng lên tiền dây á thì cũng không khẳng định được. Con này xoay ngang là 16,8. Đặc biệt cái mặt nó đến full tròn luôn, rất đẹp anh em. Số 26 750. Nó lên tay rất xa. Tay dây cũng đến từng cái hộp tròn nhỏ. Một con lắc vàng. Cái thương hiệu là Raffor máy pin. Con này của Nhật anh em. Nước vàng còn ok. Nước vàng còn khá đẹp em. Con này bán ra bằng y chạy máy Nhật. Size ngang là 18,76, không tính nấm, số 27. 350. Cái dây này cũng khá hay. Dây này dây móc anh em nghe. Đó, móc vào đây này và tương còn tương đấu dài tầm khoảng 17. Anh em nào mà về mà thấy nó dư thì cắt bớt đi. Đó, cái nút này này. Ở đây có cái chốt, anh em tháo cái mắt xích này ra là bỏ bớt được. Số 28 350, một cái thương hiệu khá hay, cái thương hiệu Tracedy. Thương hiệu này của Nhật anh em nghe, sa bông mát này. Mặt số hai lòng rất đẹp. Đó, con này thì ring nguyên dây luôn. Dây này chắc chắn là dây ring của nó luôn và cái logo này cũng vậy. Cái logo này là logo ring của CD anh em. Có hình hình như là hình con chó phải, đúng rồi. Rất đẹp anh em. Con này cho những chị nữ nào tay nhỏ thì nó rất là dễ thương. Size 22,5. Trước xe đi. Mặt kính sapphire luôn. Kính là kính sapphire luôn. Chống trầy. Số 28 350. Số 29, một con đồng hồ Engin chạy máy Thụy Sĩ, máy pin. Con này thì mặt màu bạc, dây màu bạc luôn em. Màu bạc chứ không phải là bạc anh em nghe. Nấm cái đính đá xanh. Nắp đáy sao rồi đây. Con này thì chạy máy Thụy Sĩ anh em, dòng Engin. Cái dây này nó kiểu như nó tráng một lớp gì đó, nó bóng đẹp thôi anh em. Dây lụa. Đó, lên tay như vậy này. Rất đẹp. Cái niềng này cũng vậy, cái niềng nó phay kiểu dây thừng á. Số 29 650.
Xây ngang là xây 27,7, không tính nấm. Hình thức còn rất mới, tay 90%. Một sợi dây đầu tiên là sợi dây bọc vàng của Nhật anh em. Sợi dây vàng của Nhật. Sợi dây này nó bán mới là tầm 4.300 yên. Nó tầm đâu đó khoảng gần 900 á, hơn 900 một xíu. Tầm 900 đến 1 triệu anh em. Tại vì yên là như là 220 đồng á. Đây, sợi dây này còn mới cứng luôn. Và đầu nhún nữa. Vân trong là vân những cái chấm nhỏ rất đẹp anh em, còn mới 100% chưa xài, em cũng không muốn mở ra làm chi. Tất cả dây đều còn đủ mắt anh em nghe, và thậm chí ở trong còn một cái hướng dẫn, cái tờ giấy này hướng dẫn để anh em tháo mắt ra để em đo ngoài luôn cho tiện. 21,68 anh em, thì anh em có thể nhúng từ 20 đến, rồi để em nhúng thử còn bao nhiêu, hình như tới 18 á. Hai mươi tới 17 anh em, từ 20 tới 17, nếu 16 thì anh em mài nhẹ chút xíu nữa còn đủ mắt dây. Đây, hắn từ đây tới đây là full hộp anh em nghe, nghĩa là chiều dài đủ hộp không thiếu mắt nào. Con này là sợi dây này mới 100%. Đầu dây từ 20 đến 21 anh em, 21 đến 10, 17, 21 đến 17, 16 thì phải mài. Sợi này là 400, số 30. Còn nguyên hộp luôn. Một sợi dây màu kiểu như màu đồng anh em. Sợi dây này cũng mới 100%. 200 bán mới là 2.500 yên cho Bambi. Có anh em nào có cái đồng hồ nào mà cái kiểu vỏ màu như vậy thì mua dây này đúng bài luôn. Cái đầu dây của nó là hai cũng 21,8 anh em, rồi nói chung là hết cỡ là 16,7, từ 21 đến 17 tương tự như sợi dây kia. Dây này của Bambi anh em nghe, không cần phải phải hỏi, không cần phải mô tả nhiều. Dây này của Bambi, một hãng dây nói chung là hãng cung cấp dây nhiều nhất của Nhật, cả dây chung, cả dây dây inox và dây thường hoặc là dây da luôn. Số 31 200, số 32. Một sản phẩm cuối cùng của lô này thì một sợi dây inox anh em. Sợi dây nó còn cái bìa ni lông luôn, sợi dây này không có nhún. Ở dưới còn nguyên hộp anh em, chưa bung chưa xé tem luôn. Anh em về xài là gần như là mới 100% đó, giống như mua đồ mới luôn em. Đầu 18 anh em nghe, 17,88 là đầu 18, mỗi bên dư một chút xíu thôi. Đủ để anh em có thể sụp xịt được, sụp xịt dây được, không có bị chặt á. Sợi này là 32, 250. Kết thúc video rồi anh em. Xin chân thành cảm ơn anh em theo dõi video và hẹn anh em video sau. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.